Vlog Duy Đỗ thân ái kính chào quý vị. Quý vị và các bạn ơi, hiện tại bây giờ là Duy đang ở khu vực là huyện Tam Bình, thành phố và Vĩnh Long ha. Khu vực này là khu đô thị Song Phú. Thì trước mặt Duy đây là ngôi chợ Song Phú được xây dựng vào năm 2011. Trên đường đi về thì Duy review lại ngôi chợ Song Phú cho các bạn xem. Bây giờ là Duy sẽ chạy vòng phía bên phải chợ Song Phú ha. Duy cũng muốn mời tất cả anh chị em nào là người dân ở khu vực này, bây giờ chúng ta đi làm ăn xa thì Duy mời các bạn vào xem cái clip của Duy để nhìn lại hình ảnh quê hương cũ của mình nha. Biết đâu là nơi đây thì có những người kinh doanh mua bán đây là người thân của mình. Duy mời các bạn cùng lên xe đi với Duy nha. Duy chạy phía bên tay phải của khu chợ Hưng Phú, từ sông Phú chứ xin lỗi. Đó thì bên đây thì người ta để là chợ Song Phú, Tam Bình, Vĩnh Long đó quý vị. Duy thì không phải là người địa phương cho nên Duy muốn giới thiệu về một cái địa điểm nào mà Duy mới đi qua thì Duy phải nhìn xem cái bảng hiệu nhà người ta. Đó, đây là nhà lồng của chợ Song Phú ha. Thì nhà lồng phía sau này thường này người ta bán rau quả hay là thịt cá gì đó. Ở đây người ta có bán trái cây nữa ha, bông hoa rất đẹp. Bún riêu thì có 13.000 đồng tô, chắc bún riêu chay. Đây, hủ tiếu Mỹ Tho cũng có ở đây luôn, bánh canh giò heo Bình Dân ha. Đây là dòng phía sau của chợ Song Phú. Rồi, Duy sẽ chạy vòng ra phía trước chợ Song Phú một lần nữa cho quý vị xem nha. Song Phú là một ngôi chợ của thuộc huyện Tam Bình của tỉnh Vĩnh Long. Đây người ta gọi là khu đô thị mới Song Phú. Rồi bây giờ là thuận tiện trên đường về thì Duy cũng review những cảnh trên đường đi luôn. Thì bắt đầu Duy rời chợ Song Phú, mình ra quốc lộ 1A, mình đi về hướng thành phố Vĩnh Long. Rồi tiếp tục nha các bạn. Đây là quốc lộ 1A hướng chạy về thành phố Vĩnh Long. Duy đi từ thành phố Cần Thơ qua thành phố Vĩnh Long nha các bạn. Đây bên đường thì cũng có rất nhiều nhà trọ, nhà nghỉ cho qua đêm. Quý vị và các bạn cũng như Duy, nếu mà có đi phượt những khu vực này mà chiều tối thì chúng ta cũng rất là dễ tìm ra những cái khu nhà trọ người ta cho kinh doanh ngủ qua đêm quý vị. Và có quán cà phê phỏng mát mẻ ha, nhà trọ 209 trước mặt luôn. Trước bảng hướng dẫn km thì thấy ghi là chỉ còn có 16 km nữa là chúng ta tới thành phố Vĩnh Long. Thời tiết hiện tại bây giờ rất nóng quý vị. Việt Nam hiện tại bây giờ là ở nhiệt độ từ 35 độ C, có thể là trở lên luôn. Và về tốc độ thì Duy đang chạy là 50 cây số một giờ. Đường xá bây giờ thì rộng thoáng nhưng mà mật độ xe cộ càng ngày càng đông. Thì chúng ta cũng phải nên cẩn thận, ráng chạy giữ cho cái lề phía bên phải cũng như chúng ta không lấn tuyến của xe bốn bánh ha.
Rồi bây giờ đi qua cầu Phú An quý vị.